Có một nhân vật mà tôi khá là thích khi theo dõi Naruto. Tuy nhiên thì đất diễn trong series của ông là không nhiều và mọi người biết đến ông hầu như là thông qua những lời kể. Và vào thời của ông thì danh tiếng của ông thậm chí còn vượt qua cả Sanin huyền thoại bao gồm Jiraiya, Orochimaru và Tsunade. Tài năng của ông được đánh giá là không thua kém gì Hokage đệ tứ Namikaze Minato và ông không ai khác chính là Nanh Trắng Hatake Sakumo. Giống như con trai của mình, Sakumo là một nhẫn giả thiên tài với tài năng được ca ngợi giống như là Namikaze Minato, Hokage đệ tứ. Trong trận chiến, Sakumo thực sự là một ninja đầy sức mạnh và vào thời của ông, danh tiếng của ông còn được cho là vượt qua cả Tam Nin. Chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với ông thôi cũng đủ khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ. Điều đó đã được chứng minh khi một ninja của làng đá đã khiếp sợ khi tưởng Kakashi là Sakumo. Ông cũng chính là người đã giết hại cha mẹ của Sasori. Ông cũng rất thành thạo thể thuật với vũ khí chính của mình trong các trận chiến là một thanh kiếm ngắn bằng bạc với tên gọi là Bạch Nanh Kiếm. Nó phát ra ánh sáng màu trắng khi ông truyền chakra vào và dựa vào điều đó người ta gọi ông là Nanh Trắng của Konoha. Sau khi qua đời, ông đã để lại cho con trai mình là Kakashi thành Bạch Nanh Kiếm. Ông còn sáng tạo ra một chiêu thức cực mạnh đã được truyền lại cho các thế hệ sau này, đó là chiêu Sennen Goroshi, tên tiếng Việt là Thiên Liên Sát. Trong một lần làm nhiệm vụ quan trọng, Sakumo đã đứng trước lựa chọn là hoàn thành nhiệm vụ hoặc là bảo vệ đồng đội. Ông đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ để bảo vệ đồng đội của mình. Tuy nhiên, chính vì điều đó đã khiến ông bị người đời miệt thị. Thậm chí, ngay chính những người đồng đội đã được ông cứu mạng cũng xa lánh ông. Và ông đã tự kết liễu mạng sống của mình, khi ấy Kakashi mới chỉ 5 tuổi.